Ba. Ơi, cháu mua gì? Ba ơi, bà bán cho cháu. Đây thịt và đủ thứ này, bà bán đủ thứ đây. Đấy, thịt gà, thịt lợn. Thịt này bao nhiêu tiền một cân ạ? À? Thịt này 100 nghìn một cân. 100 nghìn một cân. Có cái nào rẻ hơn không? Có cái này 7 đồng. 7 đồng. Cái này 5. Cái này mỡ này bao tiền bà? Cái 7 đồng, cái này 5 đồng. Cái này mỡ mà. Ừ, mỡ cũng 7 đồng. À thì cái này đều đều này. Cái này bao nhiêu tiền hả bà? Đều đều này của bà cũng phải bà bán 7 đồng. 8 đồng mày trẻ con bà lấy 7 đồng. Đấy, bà đủ. Bánh rán nó bán cái bánh rán à? Chả cá. Chả cá. Thế lòng này bà bán bao nhiêu tiền? Lòng bà bán 50 nghìn một cân, bà bán rẻ cho mày. 60 nghìn bà lấy 50 nghìn. Cái này chắc lòng đều hơn. Đều, không có cái gì đều. Của bà cái này toàn cũng, đồ ăn người ăn. Cũng 50 nghìn à? Ừ. Đấy, bà đủ các mặt hàng đấy, mày lấy cái nào thì lấy đó, cho bà. Không biết nấu cháo được không nhỉ? Bà có nấu cháo đậu bây giờ không? Không. Không à? Ai nấu cháo đậu? Đấy. Mày có nhiều. À, nhiều. Cái này bao tiền bà? Cái này là 60 nghìn một cân. Chỉ mua cánh không thôi thì bao nhiêu tiền một cân? Cánh không đắt. Cánh không đắt lắm. Mày nhiều tiền mày thích ăn cái rẻ à? Cái này là thợ lấy rồi. Người ta lấy rồi à? Đây thợ lấy rồi, có cái lòng bán để cho chó đấy mày ra là lấy không? Để cho chó rẻ. Thế này để cho chó. Ơi ba để cho chó là ăn. Mày thích ăn rẻ thì mày ăn. Bà đấy bảo cháu ăn rẻ. Thì mày cứ bảo cái đấy mà cháu đấy mà bà bảo cháu ăn rẻ. Thì mày cứ thì mày cứ đòi bảo cái gì nó thật rẻ thì đi ba chặt cho bà chị miếng này. Miếng này về tao cho chị nó có. Này 40.000 nhá. Thôi mày lại. Từ hôm nay đi khám lấy thử mình đi nghe thử ra để chụp ảnh chiếu âm các thứ để lấy các thứ mà mãi mới được điền hết cả người thế thì để chờ cho nó không bị đau này đây. Mày cái gì mà hỏi cái đồ rẻ thế ba chả có cái gì rẻ thì có mỗi cái lòng này ba để cho chó thì rẻ thôi ba cho cháu xem cái này mà đây ba để cho chó mày ăn rẻ thì mày ăn cái này đấy. Đấy, vớt hết của bà. Đấy, thích ăn rẻ thì ăn cái. Cái này lâu chưa bà? Hôm qua. Chỉ hơi thôi. Ừ. Thế thì mới rẻ, bà lấy 20 nghìn thôi. Thế bà để cho cháu cái này cháu về cháu nấu cháo cho cô. Đấy, đây là 20 nghìn á? Chỉ thích một túi lòng của bà này mà nếu mà nó tươi. Nó mà tươi phải gần hàng trăm nghìn ạ. Không, đẹp, này. Đẹp quá, cháu không mua đâu. Bà bán cho cháu 10 nghìn rồi, không cháu về. Đi về. Khổ quá cây. 10 nghìn. Ừ. Thôi này thì bà bán cho mày. Ok. 10 nghìn. Rẻ quá, mất 9 nghìn của bà. Cái này nó hơi ôi, bà để từ hôm qua. Mày nấu cháo cho chó thì đừng có ăn nhá. Đấy, thì bà mới bán rẻ thế, tại vì cái này nấu cháo cho chó thôi. Vâng, đừng có ăn. Thì cháu về, cháu vẫn cẩn thận lắm, cháu về phải rửa sạch. Đừng có ăn mà mắc bệnh ra đấy. Cháu mới bắt đầu cho chó cháu ăn ấy. Ừ. Cháu tắt chụp cảnh ấy. Ừ. Đó. Thế mày cái gì mà rẻ, dễ cả người không? Ừ, người không ăn cái gì à? Vâng. Ôi chà. Lấy nước sôi làm sạch ra. Ăn tốt rồi nhỉ. Ngày trước
chanh hoặc giấm thì nó mới hết sạch mùi được. Đấy, chanh này này. Tao mà phục hồi chất.
trên trước này. Chế gì? Chế lòng. Sao cái này là thâm xỉ thế này? Tại vì em bốc chanh. Ăn thử cho nào. Trong tay nghề em mới biết được đấy. Quan trọng là chất lượng, quan trọng là khỏi bệnh. À, mà từ từ, em còn thiếu tiền đấy. Thiếu tiền gì? Đi mua thiếu tiền. Hả? Em còn nợ mấy cái nghìn này. Mua cái này hết bao nhiêu một thiếu tiền? Đặc sản người ta em bảo hết bao nhiêu. Bao nhiêu tiền này? Hồi thế. Hồi á? Cháo hồi. Không phải đâu. Mày đi làm mua lòng để nấu cháo. Anh ốm xong bắt đầu mồm anh nhạt mồm nhậm miệng ấy. Thì ăn phải những cái kiểu như tôm quang đế mới ngon. Còn mấy cái món bình dân xịn xịn này một tí này, anh ăn không thấy ngon đâu. Thật. Nè, cố ăn thôi. Nhưng mấy bác sĩ bảo bịt mũi lại mà ăn nè. Bịt mũi lại mà bịt thuốc này, mình nhanh khỏi. Ngon chất. Trông như thằng đắng. Hay đắng mồm nhỉ? Mồm mình bệnh thì đắng ấy. Hả? Bệnh thì đắng ấy. Thật mà. Chào cái gì đấy? Cái gì vậy? Ôi đáng ơi. Cái gì đấy? Ui dồi ôi. Còn gì đấy? Chanh. Chứ là có chanh ở trong này. Em cho vào để cho nó sạch. Em xem trên mạng người ta làm gì. Ui dồi. Cũng nên nuốt được mà mình nấu. Trên mạng người ta nấu thế mà. Nấu gì cho cả xóm ăn à? Ngoài kia còn một đầy, còn một nồi. Thế nó thừa cho chó nhà anh suốt ngày chả chịu nấu cháo cho chó ăn. Kìa. Ăn đi. Đáng ngon thế nhỉ. Thì ai ốm ăn chẳng được, chẳng ngon. Em còn quên nấu cho tí tô. Cho tí nữa tô vào á, hít bạc. Hết được chồng. Tao biết thì tao bảo mình mua hai quả trứng gà. Nấu bát cháo đập vào rồi ăn. Lần trước em nấu cháo trứng cho anh cũng chê. Ngon hơn. Nào, mình nấu cháo trứng cho đâu mới được. Được anh ổn mày em sang nhậu tám em xin cháo. Ngon nhỉ. Ngon. Em mà không ăn sáng rồi nha,
không đi làm mét lòng gì nhá. Trời, cái nồi em đánh bay luôn. Thật. Nó cháo lòng bò này mà bỏ chế chế đâu? Chế lòng. Chế lòng. Người ta gọi là chế với cả chế lòng. Chế rồi có nhiều chế. Anh chẳng biết gì, chẳng sành ăn. Cái này đem xào dưa chứ. Ông để cả cục này thì bố thằng nào nuốt được? Gặn nó mới giòn. Mỗi khi anh xem người ta ăn cả cái cụm lòng anh cũng bảo là chỉ thích ăn như thế. Mẹ ta thích ăn như thế, bé còn khỏe mới ăn như thế. Ngọt nhỉ.